quý khán giả, chúng tôi xin cập nhật thông tin mới nhất về tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới, Việt Nam và tại Tây Ninh. Hiện tổng số ca bệnh trên toàn cầu đã vượt qua con số 31,4 triệu ca mắc COVID-19. Quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất của dịch bệnh COVID-19 vẫn là Mỹ, với hơn 7 triệu ca nhiễm. Số ca mắc bệnh tại Ấn Độ tiếp tục tăng với tỷ lệ cao. Ấn Độ hiện đứng thứ hai trên thế giới sau Mỹ với gần 5,6 triệu người mắc bệnh. Khu vực châu Á đứng thứ hai sau Ấn Độ về số trường hợp mắc là Iran. Các nước khu vực có số ca nhiễm cao như Brazil, Peru, Mexico, Colombia, Argentina và Chile. Trong đó, Brazil là ổ dịch lớn thứ ba trên thế giới với hơn 4,5 triệu ca nhiễm. Australia ghi nhận 13 ca mắc mới COVID-19 trong ngày, số ca thấp nhất kể từ tháng 6 vừa qua. Trong khi đó, tại Pháp, những ngày qua ghi nhận số ca nhiễm COVID-19 mới luôn ở mức cao. Ngoài Anh đang xem xét phong tỏa toàn quốc lần thứ hai, thì Tây Ban Nha cũng thông báo các biện pháp hạn chế mới. Theo đó, bắt đầu từ ngày 21 tháng 9, hoạt động đi lại bị hạn chế ở 37 khu vực. Còn ở Đông Nam Á, hai nước Indonesia và Philippines cũng đang là những điểm nóng của dịch COVID-19. Như vậy, tình hình dịch bệnh COVID-19 cập nhật đến 6 giờ ngày 22 tháng 9 năm 2020 cụ thể như sau. Trên thế giới, số người nhiễm là 31.455.069 người. Số ca tử vong, 968.285 người. Số ca chữa khỏi, 23.068.890 người. Tại Việt Nam, số người nhiễm 1.068 người. Số ca tử vong, 35 người. Số ca chữa khỏi, 947 người. Còn tại Tây Ninh, số người nhiễm 7 người, số ca chữa khỏi 4 người.